Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, là sáng lập và điều hành Dân Trí Shop. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách quản lý đa đơn vị tính và bán hàng đa đơn vị tính. Với cách quản lý đa đơn vị tính, thông thường được áp dụng trong mô hình bán lẻ, bán sỉ. Ví dụ, trong cửa hàng tạp hóa, vừa bán lon, vừa bán lốc, vừa bán thùng. Trong cửa hàng thời trang, vừa bán chiếc, vừa bán ri. Trong một số ngành hàng khác, vừa bán cái, bán hộp và bán thùng, vân vân. Đặc thù của đa đơn vị tính đó là giá bán sẽ thay đổi theo từng đơn vị. Ví dụ, giá bán lon sẽ khác với lốc, sẽ khác với thùng. Khi chia ra bình quân trên đơn vị cũng sẽ khác nhau. Dân Trí Shop là một trong số ít những phần mềm có viết chức năng quản lý đa đơn vị tính và bán hàng đa đơn vị tính. Để thực hiện việc này, đầu tiên đăng nhập vào phần mềm để khai báo thông tin hàng hóa, khai báo đa đơn vị tính. Tôi đăng nhập bằng cách truy cập vào website dantrishop.vn. Để khai báo thông tin hàng hóa, các bạn vào danh mục, vào hàng hóa. Ở đây có nút thêm mới hàng hóa. Khi các bạn nhấn thêm mới hàng hóa thì phần mềm sẽ phát sinh mã hàng mặc định. Các bạn có thể xóa mã hàng này đi. Tôi lấy ví dụ ở đây, tôi khai báo thông tin hàng hóa cho chai Red Bull. Tôi xóa mã hàng tự tạo của Dân Trí Shop để dùng máy quét mã vạch bắn vào mã barcode của chai Red Bull. Sẽ xuất hiện 13 ký tự. Tôi khai báo thông tin tên hàng, nhóm hàng. Khi chọn đơn vị tính, phải chọn đơn vị tính nhỏ nhất bán ra. Ví dụ ở đây cửa hàng vừa có bán lon, lốc hoặc thùng. Thì khi khai báo ở đây, bắt buộc phải chọn đơn vị tính nhỏ nhất. Tôi lưu ý các bạn phải chọn là đơn vị tính nhỏ nhất, bởi vì chúng ta có chức năng khai báo đa đơn vị tính. Nếu ở đây bạn chọn block và sau này lại bán với đơn vị tính nhỏ hơn là lon, thì lúc đó chúng ta thay đổi rất là phức tạp. Vì vậy các bạn phải chọn đơn vị tính là đơn vị tính nhỏ nhất có thể bán ra. Ở đây tôi chọn đơn vị tính là lon. Tôi khai báo giá bán lẻ cho một lon. Nhấp vào tab thông tin khác để khai báo một số thông tin, ví dụ như tồn kho tối thiểu hay tồn kho tối đa, giá vốn mua hàng. Và đây là giá vốn. Nếu một món hàng mà giá vốn mua hàng ít thay đổi thì có thể khai báo tại đây. Có thể chọn hình ảnh để màn hình bán hàng thêm sinh động. Với chức năng quản lý đa đơn vị tính, chúng ta click vào tab đa đơn vị tính. Chúng ta chọn đơn vị tính quy đổi. Tôi click ở đây. Đơn vị lốc thì một lốc là bằng 6 lon. Tôi thêm đơn vị thùng, click vào đơn vị thùng. Ở đây, một thùng là bằng 24 lon. Và sau đó tôi chỉ cần nhấn lưu. Các đơn vị tính cũng dễ dàng để thiết lập được bằng cách vào danh mục đơn vị tính. Ở đây có một số đơn vị tính mà Dân Trí Shop đã setup trước. Tuy nhiên trong thực tế dễ dàng tạo ra một đơn vị tính mới bằng cách nhấn thêm mới ở đây và thêm đơn vị tính. Đây, tôi đã khai báo xong cái thông tin về món Red Bull đa đơn vị tính, một lốc là bằng 6 lon, một thùng bằng 24 lon. Tôi có bổ sung thêm hình ảnh rất sinh động ở đây. Nếu các bạn vào màn hình bán hàng trên website thì ở đây chúng ta có thấy rằng sẽ xuất hiện ba cái loại Red Bull là lon, lốc và thùng. Để khai báo giá cả cho đơn vị bán là bội số của đơn vị cơ bản, tức là lốc và thùng, chúng ta vào danh mục, vào thiết lập bảng giá. Ở đây ví dụ như một lon là 7.000, nhưng một lốc là 6 lon. 7 x 6 là 42, nhưng ở đây chúng ta bán chỉ 41.000. Hoặc tương tự với một thùng, chúng ta khai báo đây. Sau khi khai báo xong, chúng ta nhấn lưu. Việc thiết lập hàng hóa đa đơn vị tính giá bán vô cùng đơn giản. Để thực hiện việc bán hàng, chúng ta có hai phương thức. Phương thức thứ nhất là bán hàng ngay trên trình duyệt website. Và phương thức thứ hai là bán hàng bằng một ứng dụng cài đặt
trên máy tính, tôi đã làm một cái video hướng dẫn cách cài đặt cái ứng dụng đó. Ở đây, tôi đăng nhập bằng ứng dụng trên máy tính. Với ứng dụng bán hàng trên máy tính được thiết kế chuyên cho động tác bán hàng và đặc biệt phù hợp với bán hàng bằng máy quét mã vạch. Ở đây tôi dùng máy quét mã vạch, tôi bắn một món hàng. Ví dụ ở đây, tôi bắn quà cho Red Bull. Thì khi bắn, mã barcode sẽ xuất hiện ra cửa sổ để các bạn chọn rằng khách hàng đang mua long, lock hay thùng. Ví dụ ở đây, tôi mua lock, enter. Sẽ tự động lấy giá là lock. Tôi tiếp tục bán một món hàng khác. Ví dụ ở đây khách hàng mua 3 chai trà xanh Oolong, 3 chai. Các bạn bấm phím tab và gõ số 3, enter. Sau khi lên hóa đơn mua hàng, chúng ta nhấn thanh toán. Hoặc nếu hóa đơn này đang chờ, chúng ta cũng dễ dàng để tạo lập ra một hóa đơn khác bằng cách nhấn phím cộng ở này. Và chúng ta đang thành lập cái hóa đơn thứ hai rồi bán hàng. Và sau đó tôi thanh toán hóa đơn thứ nhất chẳng hạn. Các bạn nhấn vào hóa đơn thứ nhất, nhấn thanh toán. Thì ở đây dễ dàng chọn lựa chiếc min và chúng ta in ấn ra. Nếu khách hàng đưa 100 ngàn, chúng ta gõ ở đây để phần mềm sẽ tự động trừ ra tiền thanh toán trở lại. Nếu chúng ta in hóa đơn, chúng ta nhấn vào in hóa đơn hoặc nhấn F6 và các cái nút ở phía dưới đây. Sau khi chúng ta nhấn in hóa đơn và lưu, thì phần mềm sẽ ghi nhận doanh số cho cửa hàng cũng như hàng hóa được xuất ra khỏi kho, giúp cho việc quản lý tồn kho một cách chính xác. Đặc biệt, kể cả việc đa đơn vị tính thì phần mềm cũng dễ dàng quy đổi thành đơn vị tính cơ bản để báo cáo tồn kho chính xác tuyệt đối. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với số hotline 0906 799 838 để được tư vấn và hỗ trợ. Chào thân ái.